Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình là pin của điện thoại Lenovo IdeaTab A1000, có tên mã là có tên mã là 1ICB, xin lỗi bạn, có tên mã là L12D1B31 với dung lượng pin 3650 mAh, đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến pin của điện thoại Xiaomi IdeaTab A1000, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Chúng tôi luôn có sẵn tất cả loại pin của điện thoại Xiaomi, xin lỗi bạn, của Lenovo nói chung và pin của Lenovo IdeaTab A1000 nói riêng. Thế mới quý vị các bạn, thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.